Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành để lắng nghe sứ điệp của Chúa qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh ca, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn vì ngày hôm nay dù tình hình dịch lệ có xảy ra nhưng bởi công nghệ, bởi những điều mà Chúa cho, bởi khoa học kỹ thuật phát triển, ngày hôm nay chúng ta dù có dịch lệ nhưng mà chúng ta vẫn được thờ phượng Chúa bằng những hình thức khác nhau. Và cô anh chị em ơi, giống như lời của Chúa nói đấy, chớ bỏ sự nhóm lại như những người quen làm. Amen. Như những kẻ quen làm. Và dầu trong dịch lệ đấy, chúng ta hãy giữ tinh thần thờ phượng Chúa, dù tuần này, dù tháng tới hay kể cả có lâu đi chăng nữa đó, nhưng chúng ta hãy trung tín ở trong sự thờ phượng Chúa, trong sự nhóm lại. Amen. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một đề tài mà nó cũng liên quan đến ngày lễ ngày hôm nay. Đó là ngày hôm nay trên toàn thế giới người ta lấy ngày Chủ nhật thứ hai của tháng 5 đó. Đó là ngày mà tri ân những người làm mẹ. Ngoài ra mỗi một quốc gia ở trên thế giới ngày hôm nay cũng đều có những ngày lễ riêng của mình liên quan đến người mẹ. Việt Nam chúng ta thường là lấy ngày 15 tháng 7 âm lịch là cái ngày lễ Vu Lan đó, để mà bày tỏ lòng biết ơn với những người cha người mẹ của mình. Và thưa các anh chị em, chúng ta thấy rằng quả thật đó, những người mẹ xứng đáng được tôn vinh bởi vì họ là người mà làm nhiều nhất cho cuộc đời của chúng ta. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng là ai đó làm những điều nhiều nhất, nhưng không anh chị em ơi, người mẹ của chúng ta là người đã làm biết bao những công việc để ngày hôm nay chúng ta có cuộc sống như thế này. Chúng ta thấy rằng vai trò của người mẹ, mẹ đóng một cái vị trí rất là quan trọng ngày hôm nay. Và tôi tin là mỗi một người chúng ta sống ở trên đất này, chúng ta được như ngày hôm nay đó, đã đều có bàn tay chăm sóc của người mẹ. Napoleon là một vị hoàng đế rất nổi tiếng. Ông ấy đánh đông dẹp bắc. Và nhiều người nghĩ rằng Napoleon là người mà mạnh mẽ nhất. Nhưng một ngày kia Napoleon có nói như thế này: bàn tay mạnh mẽ nhất không phải là bàn tay của một người chiến sĩ hay một vị tướng, nhưng bàn tay mạnh mẽ nhất đó là bàn tay của người mẹ đưa nồi. Bởi vì tất cả những anh hùng, tất cả những chiến sĩ, tất cả những bậc vĩ nhân ở trên thế giới này đều được sự chăm sóc của một người mẹ. Và tôi tin rằng là mỗi một cô bác anh chị em của chúng ta cũng được như ngày hôm nay, chúng ta cũng bởi sự chăm sóc của người mẹ. Và chúng ta thấy rằng thực sự đó, tôi sẽ không hiểu được mẹ tôi đã vất vả với tôi như thế nào. Chúng ta không thể hiểu được mẹ của chúng ta vất vả như thế nào cho đến khi mà ngày mà chúng ta có con. Người ta thường có câu là gì ạ? Có con thì mới biết lòng cha mẹ. Đôi khi chúng ta thanh niên 16, 17, 18, 20 tuổi, chúng ta nghĩ rằng ôi con hiểu hết về những sự vất vả của mẹ rồi. Nhưng thưa các bạn thanh niên, chúng ta thực sự chúng ta chỉ hiểu một phần rất nhỏ thôi. Rất rất nhỏ thôi. Chúng ta chỉ có thể hiểu được về mẹ của chúng ta cho đến khi mà chúng ta có con. Và quả thật đó, khi mà có con tôi mới thấy được người mẹ vất vả như thế nào. Tôi chứng kiến vợ tôi là người mà mang bầu hai đứa con, và để mà có được hai đứa con ngày hôm nay rất vất vả, mang vất vả ngay từ khi mang thai, đối diện với những khó khăn, đối diện với những sự nặng nề, với sự vất vả như thế nào. Và rồi chúng ta cũng nhìn thấy rằng khi mà con lớn hơn một chút thì người mẹ lại vất vả kiểu khác. Càng nhỏ thì càng vất vả, lo đến từng bữa ăn, lo đến từng giấc ngủ. Ngày mà nó không ngủ được đủ giấc anh chị ạ, là người mẹ cũng tìm cách phải cho nó ngủ. Đến bữa mà không ăn là phải tìm cách để cho nó ăn. Và chúng ta thấy rằng người mẹ của chúng ta đã rất vất vả vì chúng ta. Rồi chúng ta cũng thấy rằng trong chính người mẹ đó cũng là người mà đã chăm sóc chúng ta khôn lớn. Tất nhiên tôi biết rằng trong gia đình có nhiều những người cha cũng nuôi dạy con cái của mình. Mà tôi thấy một thực tế đó, đó là thường đó là người mẹ là người mà chăm sóc vất vả vì đứa con rất nhiều, dạy dỗ con học, cho con lớn, khuyên bảo con, vân vân và vân vân. Trong gia đình tôi, ba chị em tôi cách nhau qua mỗi người cách nhau 2 tuổi thôi. Và mẹ tôi một mình nuôi được 3 anh chị em, bởi vì bố tôi đi nước ngoài không có nhà, mà một mình mẹ tôi làm mọi thứ để có thể khiến cho 3 chị em tôi được tồn tại. Tôi sinh ra năm 1984. Và cái năm 84-85 đây là cái thời kỳ mà tem phiếu, đúng không ạ? Cái thời kỳ mà cũng khá là khó khăn. Sau này tôi cũng được nghe kể lại thôi. Nhưng mà tôi thấy một điều rằng là mẹ tôi đã làm đủ mọi thứ, đã làm mọi cách khác nhau để mà có thể nuôi nấng, để có thể chăm sóc cho anh chị em của chúng tôi lớn khôn, chúng tôi không phải bị đói.
cách đây mấy năm tôi mới nhìn lại cái ảnh của gia đình tôi chụp vào những năm 89-90. Ở đó tôi mới có 5-6 tuổi đấy, và chúng tôi có một cái ảnh gia đình chụp lại cùng với nhau. Và tôi thấy rằng tôi thấy vào trong cái hình đó đấy, thằng em tôi béo này, tôi thì cũng không phải là gầy, và chị tôi thì cũng béo. Ô, và tôi thấy rằng dạ, trong cái thời hoàn cảnh đó đó mà ra mình béo đó, thực sự đấy là bởi vì đã có một người mẹ đã hết lòng, đã hy sinh cho con cái của mình. Và tôi tìm điều rằng đó là những cái mà chúng ta có lẽ là chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta quên ơn được những người cha, người mẹ của chúng ta. Rồi chúng ta cũng thấy rằng người mẹ cũng là người mà đã kiên trì, nhẫn nại, dạy dỗ chúng ta từng ly từng tí một. Tôi nhớ rằng là mỗi buổi tối sau khi mà ăn uống xong đấy, mẹ lại lôi từng đứa ra một, lại dạy, lại chỉ bảo từng ly từng chút một, uốn nắn chữ viết, bảo cái này nhắc cái kia. Và anh chị em ơi, đôi khi chúng ta thấy những cái điều đó cha mẹ của mình làm mà bắt đầu mình nghĩ rằng tại sao cha mẹ cứ khó tính với mình thế, tại sao cha mẹ thế này thế kia. Anh chị em ơi, tôi thấy một điều rằng đó là tôi được như ngày hôm nay, hay quý vị chúng ta được như ngày hôm nay đó, bởi vì những cái uốn nắn, những cái khó tính, những cái mà chúng ta không thích đó của mẹ làm cho chúng ta. Và chính cái điều đó đã hình thành trên chúng ta. Ngay cả bây giờ tôi thấy rằng dù chúng ta có lớn khôn đi chăng nữa đó, nhưng mẹ vẫn là người mà dõi theo cuộc đời của chúng ta. Ngay trong gia đình tôi cũng vậy, dù là có những cái sự mà không được hòa thuận giữa bố con tôi với nhau bởi vì là niềm tin, nhưng mà tôi biết rằng cho đến ngày hôm nay đó, mẹ vẫn cứ đau đáu một cái điểm ở trong lòng là gì ạ? Là không biết bao giờ bố con thằng này nó sẽ được hòa thuận với nhau đấy. Làm thế nào để cho bố con nó được hòa thuận với nhau đấy? Và vợ tôi nói rằng là anh ấy sao anh với mẹ ít nói chuyện với nhau thế. Và tôi hiểu được một điều, bởi vì cứ mỗi lần mà mẹ tôi nói chuyện với tôi ấy, là y như rằng mẹ tôi nhớ về những cái nan đề mà đang xảy ra. Nhưng thường là mẹ tôi nói chuyện cho nhanh nhanh cho qua và rất ít khi nói chuyện với con của mình. Bởi vì tôi hiểu gì ạ? Là lòng mẹ đó luôn luôn nghĩ cho đứa con của mình. Và anh chị em ơi, chúng ta cũng nhìn thấy rằng là ngày hôm nay đó, người mẹ đó, cái tầm quan trọng của người mẹ đó, nó đóng một vai trò rất lớn trong khía cạnh mà hướng dẫn con đi trong đường lối của Đức Chúa Trời. Có một người nói rằng vì Đức Chúa Trời Ngài muốn bày tỏ tình yêu của Ngài với con người đó, nên Ngài đã ban cho mỗi con người ở trên đất này một người mẹ. Và khi chúng ta nhìn thấy tình yêu của người mẹ dành cho đứa con của mình, và chúng ta qua đó chúng ta thấy được hình ảnh của Đức Chúa Trời ở trong đó. Ngay ở trong Kinh Thánh đó, có một vài phân đoạn Kinh Thánh mà Chúa cũng lấy những cái hình ảnh để so sánh tấm lòng của người mẹ như thế nào, hay và qua đó cho thấy được tấm lòng của Ngài ra sao. Chúng ta có thể đọc ở trong Phục Truyền Lời Ký chương 32 câu số 11 có viết như thế này: như phụng hoàng khuấy động ổ mình bay lượn quanh bầy con, giang rộng cánh ra đỡ lấy, rồi cõng con trên đôi cánh, chỉ một mình Đức Giê-hô-va dẫn dắt dân Ngài, không có thần lạ nào khác ở bên. Và chúng ta nhìn thấy đây đấy, Chúa so sánh cái hình ảnh của người mẹ đấy giống như hình ảnh của chim phụng hoàng, giống như hình ảnh của chim đại bàng, được coi giống như là vua của các loài chim ấy. Và loài chim phụng hoàng ấy, chim đại bàng, một loài chim rất khỏe, sống ở nơi cao và chăm con của mình rất là tốt. Nhưng đồng thời đó, chim đại bàng cũng là một chim mà một con chim đầy rẫy sức mạnh ở trong đó. Và chúng ta có thể thấy rằng là trong cuộc sống của chúng ta sống như ngày hôm nay đó, chúng ta thấy rằng những người, dù chúng ta lớn lên ấy, chúng ta thấy rằng người mẹ đó luôn luôn là người mà bảo vệ, là người gìn giữ chúng ta, luôn luôn người mà dám sẵn sàng đương đầu với mọi thứ đó để có thể bảo vệ chúng ta. Và qua cái hình ảnh đó đấy, chúng ta nhìn thấy được tình yêu của Đức Chúa Trời. Chính Chúa là đấng sẽ dẫn dắt dân Ngài. Chỉ có một mình Chúa là đấng chăm sóc cuộc đời của mỗi một chúng ta. Có thể ngày hôm nay chúng ta đã rời xa vòng tay của mẹ mình, nhưng mà anh chị em ơi, Đức Chúa Trời luôn luôn là đấng quan phòng trên cuộc đời của mỗi một chúng ta. Rồi trong Ma-thơ chương 23 câu số 37, Chúa cũng lấy một cái hình ảnh về người mẹ như thế này: đã bao lần ta muốn tụ họp con cái các ngươi như gà mẹ túc con mình lại ấp ủ dưới cánh mà các ngươi không muốn. Hình ảnh của người mẹ được so sánh giống như gà mẹ túc con, xù lông ra dọa kẻ thù, xù lông ra để cho con của mình giang rộng cái đôi cánh của mình để có thể cho con được trú ẩn ở nơi đó để tránh quạ, tránh lũ diều hâu. Và anh chị em ơi, đó chính là qua đó chúng ta thấy được là tình yêu của
của người mẹ như thế nào, tình yêu của Chúa của chúng ta ra sao. Và chúng ta cũng nhìn thấy một cái thực tế đó, đó là những người thành công đó ở trong Kinh Thánh, hay là những người mà thành công ở trong xã hội này, họ đều có một người mẹ rất là tuyệt vời. Chúng ta thử hỏi xem nhiều những con người thành công ở trên thế giới này, hay là ngay cả những người bạn bè xung quanh chúng ta thôi, chúng ta cũng thấy rằng là cuộc đời của họ được ảnh hưởng bởi người mẹ rất nhiều. Có thể kể đến ở trong Kinh Thánh là một người mẹ có tên là Jeboket, bà là mẹ của Môi-se. Và khi mà sinh đứa con của mình ra đó, hồi đó đó là vua Pharaoh sẽ giết tất cả những đứa trẻ gì ạ, mới sinh ra. Và Jeboket đã quyết định là sẽ không giết con của mình. Và bà đã giấu con của mình ở trong nhà. Và một ngày kia bà quyết định sẽ đan một cái giương và thả cho con trôi sông. Và tôi nghĩ rằng là thả con của mình mà trôi sông ấy, đó không phải là một cái chuyện gì đó đơn giản đúng không anh chị em. Nhưng bởi đức tin, bà tin cậy rằng đứa con này của Đức Chúa Trời, Chúa tạo dựng ra đứa con này, Chúa có chương trình cho đứa trẻ này. Và người mẹ này đã sẵn sàng bởi đức tin, đã thả con của mình. Và sau này chính bà đó đã nuôi dưỡng đứa con của mình qua tay của công chúa Pharaoh đó, mà đã nuôi dưỡng Môi-se để trở thành một người lãnh đạo dân Do Thái ra khỏi xứ nô lệ. Anh chị em ơi, chúng ta thấy mọi sẽ không thể có một Môi-se nếu không có một người mẹ đầy dạy đức tin giống như Jeboket. Rồi chúng ta cũng nhìn thấy trong Kinh Thánh đó một nhân vật khác, bà có tên là Ơn-nít, là mẹ của Timôthê. Và lát nữa tôi sẽ chia sẻ sâu hơn, nhưng chúng ta cũng thấy rằng Timôthê có một đời sống tin kính Chúa, yêu mến Đức Chúa Trời, bởi người mẹ đó đã chăm lo cho cuộc đời của bà. Và chúng ta có thể thấy một điều rằng tất cả chúng ta, dù là ai đi chăng nữa, chúng ta đều bị ảnh hưởng gì ạ? Bởi người mẹ. Và thực tế đó, những người làm cha làm mẹ đó thì đều mong muốn những điều tốt nhất cho con cái của mình, đúng không anh chị em? Tôi thấy rằng khi những gia đình lên phía trên này dâng con đó, và mong muốn rằng gì, mong cho con mình sau này sẽ trở thành người theo Chúa, tin kính Chúa, hầu việc Chúa, vân vân và vân vân. Nhưng mà trong cuộc sống tôi thấy một điều như thế này, là ai trong chúng ta cũng mong muốn cho con mình có những điều mà tốt nhất, đúng không ạ? Mong muốn cho con được học giỏi, mong muốn có bằng cấp, mong muốn có địa vị, mong muốn nổi danh, mong muốn kiếm được nhiều tiền, mong muốn có nhà, có cửa, có đất đai, có ô tô. Và đôi khi tôi đặt câu hỏi này, cái hồi mà lên dâng con ở trên này đó, thì tất cả những ông bố bà mẹ đều mong muốn rằng cho con mình hầu việc Đức Chúa Trời, đi theo đường lối của Đức Chúa Trời. Nhưng một thời gian sau, khi mà đứa trẻ lớn lên và bắt đầu chúng ta lại mong muốn con của mình nó có cái khác, và mong muốn cho nó được học giỏi, bằng cấp, có địa vị, được nổi danh, kiếm được nhiều tiền, vân 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 vân. Anh chị em thấy không? Đó là một cái nghịch lý. Và anh chị em ơi, tất nhiên những cái mà chúng ta mong muốn cho con của mình được học hỏi giỏi, có địa vị, có bằng cấp đó, được nổi danh đấy, kiếm nhiều tiền, tất nhiên đó là cái ước muốn là bình thường, là đúng đắn thôi. Nhưng anh chị em ơi, tất cả những cái mong muốn mà chúng ta mong muốn cho con của mình như vậy, nó sẽ qua đi. Tiền bạc, danh vọng, nhà cửa, bằng cấp, học giỏi, tất cả điều đó nó sẽ qua đi. Amen anh chị em. Anh chị em cần hiểu đúng là tại đây tôi không giảm giá trị của việc mà chúng ta cần phải nuôi con khôn lớn, rồi cho nó học hành tử tế, rồi có vị trí trong xã hội, nên tôi không hạ thấp điều đó. Nhưng mà ở đây điều tôi muốn nhấn mạnh đấy, đó là điều gì quý giá nhất cho đứa con của mình. Và trong buổi chiều ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ về đề tài điều tốt nhất mà người mẹ có thể dành cho đứa con của mình là gì. Anh chị em ơi, nếu mà ngày hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc đời của mình, của những người làm mẹ, và chúng ta sẽ viết lại bản di chúc, chúng ta sẽ viết điều gì? Tôi nghĩ rằng chắc là nhiều người mẹ sẽ viết di chúc cho con lại cái này cái kia, đúng không? Nhà cửa ruộng vườn, di chúc lại tài sản này tài sản kia. Nhưng anh chị em ơi, điều quý giá nhất mà chúng ta có thể để lại được cho con của mình đó, đó chính là sự sống đời đời, đó chính là di sản đức tin cho con của chúng ta. Tất nhiên chúng ta không thể cho con của mình có được sự sống đời đời anh chị em nhé. Cái điều đó chỉ có thể Chúa cho thôi. Nhưng mà qua cuộc đời của những người làm mẹ đó, chúng ta có thể giúp con của mình có được sự sống đời đời ở nơi Đức Chúa Trời. Amen anh chị em. Và tôi tin rằng đó chính là sứ mệnh của mỗi một người làm mẹ trên đất này. Đó là sứ mệnh lớn nhất của những người mẹ trên đất này. Đó là giúp con của mình
có được sự sống đời đời. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng là điều quý giá nhất ở trên thế giới này, trên thế gian này, đó chính là linh hồn. Ma-thi-ơ chương 16 câu 26 có viết: nếu người nào được cả thế gian mà mất linh hồn của mình thì có ích chi, người ấy sẽ lấy gì mà đổi linh hồn mình lại. Anh chị em ơi, nếu con cái của chúng ta có bằng cấp, có địa vị, có danh vọng, có tài sản, vân vân và vân vân, nhưng nếu không có Chúa sẽ thật là đáng buồn và tội nghiệp, đúng anh chị em? Và khi mà chúng ta nhìn thấy điều đó đấy, chúng ta cũng thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài đặt để cái trách nhiệm ở trên gì ạ? Ở trên những người làm mẹ. Tất nhiên tôi tin rằng việc dạy dỗ con cái đó là việc của cả cha và cả mẹ, anh chị em nhé. Tuy nhiên chúng ta có thể thấy rằng là ngày hôm nay đôi khi bởi cuộc sống đó mà những người cha đó phải bận bịu bươn trải trong cuộc sống, đi làm, và không chỉ làm 8 tiếng ở bên ngoài, đôi khi còn làm việc thêm việc này thêm việc kia nữa, đôi khi về muộn, và đôi khi không có thành nhiều thời gian cho con cái của mình. Và chúng ta có thể thấy rằng thực tế ngày hôm nay đó, người mẹ đó nắm một cái vị trí, một cái vai trò rất quan trọng trong cuộc đời của những đứa con. Và Thi Thiên chương 127 câu số 3 có viết: kìa, con cái là cơ nghiệp của Đức Giê-hô-va, ban cho bông trái của tử cung là phần thưởng. Và chúng ta nhìn thấy đây không ạ? Chúa cho chúng ta thấy rằng con cái là cơ nghiệp mà Chúa ban cho chúng ta. Và cơ nghiệp, đây là cơ nghiệp duy nhất mà chúng ta có thể đem được về thiên đàng sau này. Tôi xin được nhắc lại nhé, con cái của chúng ta là cơ nghiệp duy nhất mà sau này chúng ta có thể đem được về thiên đàng. Còn tất cả những cái khác, anh chị em ơi, chúng ta không thể đem được. Vậy nên chúng ta thấy rằng con cái của chúng ta rất có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời. Và Chúa luôn coi trọng những đứa trẻ. Trong phụ âm Mác chương 10 có nói đến một ngày kia, những đứa trẻ, người ta đem đứa trẻ đến với Chúa để mà trong ngày cầu nguyện. Các môn đệ của Chúa thì lại ngăn không cho đứa trẻ đến với Chúa, và Chúa rất là giận. Vì tại sao các môn đệ lại làm điều đó? Tại sao các môn đệ ngăn con trẻ đến với Chúa? Chúa yêu thích những con trẻ và Ngài coi trọng những con trẻ không khác gì ạ, những người lớn. Bởi vì linh hồn của con trẻ đó cũng có giá trị giống như linh hồn của những người lớn. Amen anh chị em. Amen. Rồi chúng ta cũng nhìn thấy rằng trong chức vụ của Chúa Giê-xu, dầu Ngài khá là bận rộn, nhưng mà Ngài cũng rất quan tâm đến con trẻ. Ngài nói với các môn đệ của Chúa, nói với những người dân thời đó rằng hãy dạy dỗ con trẻ. Và Chúa nói rằng mẹ, nếu mà những đứa trẻ đó mà bị hư mất đó, thì cái người mà làm cho đứa trẻ hư mất đó hãy buộc cối đá vào cổ và quăng xuống biển. Anh chị em thấy không ạ? Vậy nên khi mà tôi đọc cái câu Kinh Thánh này, chúng ta mới thấy một điều rằng quả thật đó là những người mẹ đó, những người cha đó rất quan trọng trong cuộc đời của những đứa con. Và một lần nữa tôi nhắc lại này, cái vai trò của người mẹ đó trong khía cạnh dạy dỗ con cái đó, điều đó rất là quan trọng. Và anh chị em ơi, ngày hôm nay chúng ta thấy rằng đạo đức và luân lý của xã hội càng ngày càng đi xuống và càng cần sự quan tâm của những người mẹ đối với những đứa con của mình. Nếu những người bố bận bịu đi làm, nếu những người bố bận bịu không thể về dạy dỗ con được, ai sẽ là người quan tâm đây nếu không phải là những người mẹ? Tôi thấy rằng ngày hôm nay đó, đôi khi vì cuộc sống đó, đôi khi vì sự bon chen, đôi khi vì sự cố gắng đó, mà người vợ cũng cố gắng đi làm, người vợ cũng cố gắng làm nghề này thêm nghề kia thêm việc nữa để được bằng bạn bằng bè, để có được cái này có được cái kia. Nhưng thưa những người mẹ, chúng ta có được cái này, chúng ta thêm được cái kia, nhưng nếu linh hồn đứa con mình mất đó, chúng ta sẽ không đoạt được lại. Amen. Và trong 2 Timôthê chương 3 từ câu số 1 đến câu số 5 có viết về thời kỳ cuối cùng như thế này. 2 Timôthê chương 3 từ câu số 1 đến câu số 5: con hãy biết rằng trong những ngày cuối cùng sẽ có những thời kỳ khó khăn, vì người ta sẽ trở nên vị kỷ, tham tiền, khoe khoang, kiêu ngạo, lộng ngôn, không vâng lời cha mẹ, bạc béo, bất khiết, không có tình người, bất nhân, vu khống, ngông cuồng, dữ tợn, ghét điều lành, bội bạc, nông nổi, tự phụ, ham thích lạc thú hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, giữ hình thức tin kính nhưng chối bỏ quyền năng của sự tin kính đó. Con hãy tránh xa những người loại người như thế. Ở đây Phaolô ông đang nói về thời kỳ cuối cùng. Và anh chị em ơi, chúng ta có thể thấy rằng ngày hôm nay thực sự cái xã hội này nó đang như vậy. Tôi thấy rằng ngày trước đó, các thầy cô đó luôn luôn là tấm gương cho các học trò, đúng không ạ? Nói theo, nhưng có lẽ ngày nay các thầy cô đó để là tấm gương cho học trò đó có lẽ rất ít.
Năm vừa rồi vợ tôi tốt nghiệp trường sư phạm, Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Đấy là khối sư phạm nha. Đấy là các thầy cô sau này sẽ ra dạy các con. Và vợ tôi có nói với một số các bạn ở trong lớp rằng: chị sau này mà có con ấy, mà chị biết là em mà sẽ dạy con của chị, chắc chắn chị sẽ không cho con chị học. Em chị bảo tại sao ạ? Bởi vì đấy, sinh viên ngành sư phạm mà chửi bậy cứ như không ạ, cứ như không có gì xảy ra đó. Và chúng ta thấy trong gì ạ? Ngày hôm nay chúng ta thấy mà các thầy cô đã có lẽ là rất chắc là rất là ít các thầy cô. Tôi tin rằng có những thầy cô vẫn sẽ là tấm gương cho những đứa trẻ, nhưng mà cũng không thiếu các thầy cô đó. Chúng chả học được gì từ những cái thầy cô đó ngoại trừ gì ạ? Những cái kiến thức. Vậy nên chúng ta thấy rằng chúng ta ngày hôm nay càng ngày chúng ta càng cố gắng, chúng ta sống ở trong môi trường sạch sẽ hơn, vệ sinh hơn, đúng không ạ? Có những gia đình mua máy lọc khí, tôi cũng mua cái máy lọc khí để cho hít được không khí nó tốt hơn, môi trường trong sạch hơn, chúng ta ở trong điều hòa được không khí hơn. Nhưng thưa các anh chị em, môi trường đạo đức đó ngày hôm nay đó hết sức dơ bẩn, tội lỗi đang được chấp nhận, đang được lây lan. Việc phá thai, việc đồng tính luyến ái, việc sống trước hôn nhân đó đang là một phong trào của giới trẻ ngày hôm nay, của con cái chúng ta ngày hôm nay. Lớp 5, lớp 6 chúng ta bắt đầu tặng bao cao su cho nhau rồi. Còn cái việc mà quan hệ trước hôn nhân bây giờ nó là chuyện hết sức bình thường. Và cả xã hội đang như vậy. Paulo đã cảnh báo cho chúng ta những cái điều đó. Và thưa các anh chị em, chúng ta cũng thấy một thực tế rằng con cái của chúng ta ngày hôm nay nó đang phải giằng xé ở trong một cái cuộc chiến trong đức tin. Paulo có viết ở trong 2 Timôthê chương 3 câu số 12 rằng: thật vậy, tất cả những người muốn sống cuộc đời đức tin, tin kính trong Đấng Christ đều sẽ bị bắt bớ. Giờ mà con cái của chúng ta đang bị bắt bớ ở tại nơi trường học của mình, ở tại nơi giữa chốn bạn bè. Mày theo Chúa à? Mày không làm cái này, mày không làm cái kia. Việc gì phải thế? Tội gì phải như vậy? Đời sống có một lần thôi nên hãy làm tất cả những gì mà mình muốn đấy. Vân vân và vân vân. Và con cái của chúng ta bị ra gì ạ? Phải bị tranh điếu, đấu bị một mình, vân vân. Và anh chị em ơi, những cái điều đó đấy, nó đang ảnh hưởng rất lớn trên đời sống của con cái Chúa. Những người thầy cô không tin kính Chúa đó sẽ rất nguy hại đến cuộc đời của con cái chúng ta. Là người lớn, tôi thấy rằng đôi khi chúng ta thường là sẽ chọn rất là kỹ cái thầy giáo mà mình sẽ đi học, đúng không ạ? Và thầy giỏi thì mới ra trò giỏi, và chúng ta thường là chọn cái thầy tốt để chúng ta học. Nhưng mà ngày hôm nay con cái của chúng ta có lẽ đó, nhiều khi con cái không được học diện những cái thầy tốt. Đôi khi các người thầy đó dạy cho những điều mà chúng không thể phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai. Rồi đôi khi bắt đầu gieo những tư tưởng, những chủ nghĩa vô thần vào trong đời sống của chúng. Không có Đức Chúa Trời. Sống thành công là phải thế này thế kia, là phải có được nhiều tiền. Và cứ bắt điều đầu những điều đó nó gieo vào trong lòng con cái của chúng ta. Và anh chị em ơi, nếu mà chúng ta để cho thế gian dạy dỗ con cái của chúng ta, nhưng nếu không có những người mẹ đó sát sao với con của mình, không có những người mẹ dạy dỗ để gieo những hạt giống đức tin vào trong lòng của con của mình, sẽ có ngày mà chúng ta mất con mà chúng ta không biết. Tương lai của hội thánh chúng ta sẽ đi về đâu nếu chúng ta sẽ không có những thế hệ kế cận? Những gia đình sẽ đi về đâu nếu mà những đứa con sẽ không được nuôi dạy theo đường lối của Đức Chúa Trời? Chúng ta thấy rằng cảm ơn Chúa là trong hội thánh của chúng ta có rất nhiều con trẻ, đúng không ạ? Và cảm ơn Chúa là cứ vài tháng hội thánh của chúng ta lại dâng con, có những đứa trẻ đến được dâng lên cho Chúa. Rồi chúng ta cũng nhìn thấy rằng hội thánh của Chúa đang phát triển ở các nơi. Chúa cho chúng ta cơ sở này, Chúa cho chúng ta tòa nhà kia, vân vân và vân vân, rất nhiều thứ. Nhưng nếu chúng ta không quan tâm đến những đứa con của chúng ta, thì sau 10 năm nữa, sau 20 năm nữa đó, chúng ta sẽ không có những người hầu việc Chúa. Chúng ta sẽ không có những thế hệ tin kính Chúa. Và chúng ta thấy rằng ngày hôm nay ở tại Hoa Kỳ, ở tại Hàn Quốc, ở tại châu Âu đã rất nhiều những hội thánh mà phải bán đi những nhà thờ, bởi vì không có những thế hệ kế cận hầu việc Đức Chúa Trời. Và khi mà tôi chia sẻ điều này để cho chúng ta thấy rằng chúng ta là những người làm mẹ đó, chúng ta thấy rằng cái vai trò của chúng ta, cái trách nhiệm rất lớn của chúng ta đối với những đứa con. Amen. Đó là sứ mạng của chúng ta. Nếu chúng ta không nhìn thấy đó, cái việc nuôi dạy con đấy, đó là điều sứ mạng lớn nhất đó. Nếu chúng ta không nhìn thấy việc nuôi dạy con là cái di sản lớn nhất đó, và chúng ta lại để ý sang những người khác, chúng ta chạy đuổi theo những người khác, chúng ta theo cái cách khác, theo cái suy nghĩ của chúng ta,
Anh chị em ơi, chúng ta sẽ đánh mất một thế hệ tin kính Đức Chúa Trời. Và cá nhân tôi là những người mà làm việc trong cũng giới trẻ và cũng đi làm việc với phụ huynh. Và tôi thấy một điều rằng gì ạ, cũng nhiều phụ huynh ngày hôm nay đó cũng đang đi theo cái lối như vậy, không để ý đến con cái. Và tôi tin rằng gì ạ, ít nhiều trong bài giảng ngày hôm nay rất khích lệ những người làm mẹ đã, hãy quay trở lại để quan tâm đến con cái của mình. Bởi nếu không, chúng ta sẽ đánh mất đi những người hầu với Chúa. Chúng ta sẽ đánh mất đi những thế hệ tin kính. Chúng ta sẽ không có gì, những thế hệ kế cận. Trong Kinh Thánh của chúng ta cũng, trong Kinh Thánh đã có những cái thời kỳ rất nhiều dân Do Thái, chúng ta thấy rằng đã những cái thế hệ đi trước đã đánh mất đi những thế hệ đi sau, đã đánh mất đi thế hệ những đứa con. Trong Các Quan Xét chương 2 từ câu số 10 đến câu số 12 có viết như thế này: rồi cả thế hệ ấy cũng được tiếp rước về cùng tổ phụ mình, và một thế hệ khác tiếp nối, họ chẳng biết Đức Giê-hô-va, cũng chẳng biết các công việc mà Ngài đã làm cho Israel. Bấy giờ dân Israel làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va, phụng sự các thần tượng Ba-in, lìa bỏ Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của tổ phụ, là Đấng đã đem tổ phụ họ ra khỏi sự Ai Cập. Họ theo các thần khác của những dân tộc chung quanh, quỳ lạy các thần tượng đó, khiến Đức Giê-hô-va nổi giận. Và chúng ta thấy mà, thế hệ của Giô-suê, thế hệ đã đánh chiếm rất nhiều những vùng đất, đã chiếm được xứ hứa vân 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 vân, nhưng mà thế hệ sau đó đã không còn thờ phượng Đức Chúa Trời mà lại đi thờ lạy những thần khác. Và bản thân đó, trong nếu mà chúng ta đọc và chúng ta tìm hiểu về lịch sử đấy, chúng ta thấy rằng lịch sử cũng đã minh chứng cho chúng ta biết một điều như thế này. Đó, thế hệ đầu tiên trong gia đình đó thường đó là tin Chúa, yêu mến Chúa, mạnh mẽ hầu việc Chúa, nhưng mà từ thế hệ thứ hai, thứ ba đó bắt đầu bị mai một đi. Anh chị em ơi, đó nhá. Chúng ta biết được điều này, và tôi chia sẻ điều này để không phải là một số mục sư Hòa nói tiêu cực thế, nhưng anh chị em, để cho chúng ta thấy rằng lịch sử đã từng trải qua những điều đó, và chúng ta biết những lịch sử để qua đó chúng ta học những bài học, để rồi chúng ta gì ạ, phải chú tâm đến gì ạ, đến con cái của chúng ta. Vì thế hệ đầu tiên đã không chú trọng đến thế hệ tiếp theo, nên dẫn tới gì ạ, chúng ta đã đánh mất đi những người hầu việc Chúa, đã đánh mất đi thế hệ tin kính Chúa. Và thì giờ còn lại trong bài giảng hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tấm gương của một người mẹ, để chúng ta cùng tìm hiểu xem bà đã làm gì để khiến cho đứa con của mình đã yêu mến Đức Chúa Trời và hầu việc Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với người mẹ của Timôthê. Bà có tên là Eunice. Kinh Thánh nói rất ít về bà, chỉ có một vài đoạn Kinh Thánh nói về người phụ nữ này thôi. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng nhìn đứa con thì biết được công việc của người mẹ, nhìn trái thì sẽ biết cây. Amen anh chị em. Và bà đã làm điều gì? Điều thứ nhất đó mà người mẹ Eunice bà đã làm đó là bà đã gieo hạt giống đức tin cho con của mình là Timôthê. Trong 2 Timôthê chương 1 câu số 5 có viết như thế này: ta cũng nhớ đến đức tin chân thành của con, là đức tin trước đã sống trong Lois bà ngoại con và trong Eunice mẹ con. Ta tin chắc rằng đức tin ấy nay đang sống ở trong con. Paulo cũng không có viết là ông đã từng gặp bà Eunice hay là bà ngoại Lois hay chưa, nhưng ông tin một điều rằng vậy, là người mẹ của Timôthê đã gieo điều đó vào trong đứa con của mình. Bà Eunice đã mong muốn con của mình lớn lên nhận biết Chúa, tin Chúa giống như bà. Và chúng ta biết rằng bố của Timôthê là một người ngoại nhá, ông là người Hy Lạp, và ông không biết nhiều về Đức Chúa Trời. Có lẽ ông có thể biết nhưng ông không biết nhiều về Đức Chúa Trời. Và chắc chắn rồi, việc dạy dỗ con đấy phải nằm trong tay của những người mẹ Do Thái. Và thưa những người làm mẹ, nếu mà chúng ta đang phải nuôi con một mình, hoặc là chúng ta chồng của chúng ta chưa tin Chúa, thì việc mà chúng ta dạy dỗ con cái đấy, gieo hạt giống đức tin vào trong lòng của con đấy, nó nằm ở trên vai của người mẹ, trách nhiệm của người mẹ rất nhiều. Bà biết một điều rằng bà không thể đặt bông trái đức tin trong lòng của đứa con của mình, nhưng bà có thể gieo hạt giống đức tin vào trong con của mình. Tôi thấy rằng là ngày hôm nay đó, thường quan niệm của chúng ta nghĩ rằng là trí thông minh của trẻ nó chưa được phát triển hết, chưa được phát triển đầy đủ, nên cái lúc 1, 2, 3, 4 tuổi ấy thì thôi cứ chu cấp cho nó, cứ cho nó ăn, cho nó mặc, cho nó đầy đủ, cho nó đủ chất dinh dưỡng là được, vân vân và vân vân. Nhưng thưa các anh chị em, tuy nhiên các nhà nghiên cứu đó, các nhà khoa học đã chúng ta thấy rằng
trẻ thơ đó cần phải được uốn nắn ngay từ khi còn nhỏ. Và họ có một cái thống kê như thế này: những đứa trẻ từ 1 đến 6 tuổi đó, trong cái độ tuổi này nếu chia sẻ về Chúa đó, thì 80-90% những đứa trẻ sẽ tin Chúa. Nếu dạy trẻ từ 7 đến 12 tuổi về Đức Chúa Trời đó, thì tỷ lệ tin Chúa là 35-40%. Nếu 13 tuổi mới dạy dỗ cho con trẻ về Đức Chúa Trời thì tỷ lệ tin Chúa vào khoảng từ 6-9%. Bởi vì lúc này tấm lòng của đứa trẻ nó đã chai cứng rồi. Ô anh chị em ơi, để cho chúng ta thấy một điều rằng đôi khi chúng ta đừng có nghĩ rằng là con của chúng ta còn nhỏ nên chúng ta không biết gì. Rồi con của chúng tôi mới sinh được vài tháng thì làm sao mà có thể dạy dỗ được điều gì. Không, anh chị em ơi, việc của chúng ta đó là gieo đức tin ngay từ khi mà chúng ta chưa biết chúng như thế nào. Amen. Vậy nên khi mà đôi khi mang thai thôi, đôi khi đứa trẻ mới ra đời thôi, chúng ta hãy bắt đầu đọc Kinh Thánh cho con của mình, hãy bắt đầu dạy dỗ, cứ nói, cứ chia sẻ về Kinh Thánh cho con của mình. Dầu nó có thể nó chưa hiểu biết được, chưa nhận biết được như thế nào và ra sao. Và chúng ta thấy một điều rằng cái trí não của đứa trẻ đó, nó hồi nhỏ đó, nó giống như một tờ giấy trắng. Và chúng ta viết gì lên đó thì nó sẽ in sâu ở trong tấm lòng của nó. Chúng ta là những người làm mẹ đó, mong muốn con cái của mình được những điều tốt nhất ở trong lĩnh vực gì thì chúng ta hãy gieo lĩnh vực đó ngay từ bây giờ, đúng không ạ? Nếu chúng ta mong muốn con của mình đức tin tăng trưởng đó thì ngay bây giờ chúng ta cần phải gieo những hạt giống gì ạ? Đức tin vào trong con của chúng ta. Rồi nhiều những người mẹ khác ngày hôm nay cũng đã cố gắng để mà truyền đạt, để mà thai giáo, để mà dạy dỗ con của mình ngay từ khi còn nhỏ. Một trong những người mà người mẹ đó là mẹ của Mạnh Tử đó, bà mong muốn cho con của mình có một đời sống lễ nghĩa, một tinh thần hiếu học đó, và bà bất chấp mọi thứ đó để cho con của mình được đến trường. Bà sẵn sàng bà bán nhà, bà sẵn sàng bà đổi chỗ ở tới 3 lần để mà cho con của mình được theo thầy, để mà có thể học, để có thể trưởng thành. Và anh chị em ơi, chúng ta thấy rằng chúng ta hãy dùng lời của Đức Chúa Trời đó để gieo hạt giống đức tin vào trong lòng của con trẻ. Chúng ta thấy rằng trong 2 Timôthê chương 3 câu 15 chúng ta đọc và chúng ta thấy rằng từ khi còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta thấy không ạ? Nghĩa là còn từ khi còn thơ ấu đó, Timôthê đã được mẹ gieo những hạt giống về đức tin, được bà ngoại của mình gieo những hạt giống đức tin vào trong đời sống của con. Và hỡi những người làm mẹ ngày hôm nay, chúng ta có đang gieo hạt giống đức tin cho con cái của mình hay không? Hãy gieo khi mà chúng ta chưa nhìn thấy gì hết. Điều thứ hai mà người mẹ Ernest đã làm đó là bà đã dạy đức tin cho con của mình. 2 Timôthê chương 3 câu 14 câu 15: về phần con, hãy giữ vững những gì con đã học và tin quyết, vì con biết mình đã được học những điều đó với ai. Và từ thơ ấu khi con đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta thấy ở tại đây, Phaolô đã biết một điều rằng Timôthê đã được học lời Chúa bởi sự dạy dỗ của những người mẹ. Anh chị em ơi, chúng ta đừng bao giờ đổ thừa cái việc mà con của tôi nó không ngoan bởi vì là các giáo viên thiếu nhi ở trong hội thánh dạy kém lắm, rồi các hội thánh không có chương trình cho con của tôi, rồi trường cơ đốc dạy thế này thế kia vân vân và vân vân. Anh chị em ơi, chúng ta thấy rằng trường cơ đốc hay tất cả các giáo viên thiếu nhi hay bất kể ai đó dạy con của chúng ta đi chăng nữa này, kể cả nhà trường có dạy đi chăng nữa, thì cái việc mà dạy dỗ con cái đó nó nằm trên vai của những người mẹ. Người mẹ sẽ chịu trách nhiệm về điều đó. Chú cho chúng ta biết ở trong Châm Ngôn chương 22 câu số 6 này: hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, để khi trở về già nó cũng không lìa khỏi nó. Tâm lý hay là tâm hồn của những đứa trẻ sơ sinh nó mềm mại, nó rất dễ để tiếp thu tiếp nhận. Và việc của chúng ta đấy đó là hãy dạy chúng ngay từ khi mà chúng còn nhỏ. Con cái của trần gian đó ngày hôm nay đôi khi khôn ngoan hơn con cái của sự sáng láng. Chúng ta thấy rằng ngày hôm nay thế gian đấy, xã hội rất là tích cực dạy cho con cái chúng ta bằng những hình thức khác nhau. Nào qua truyền hình, nào qua phim ảnh, qua mạng xã hội, qua YouTube. Nói về, chia sẻ rất nhiều về những lối sống ăn chơi, hút chích, hưởng thụ, những video mà ngay từ còn nhỏ đấy
nó tích cực làm cái điều đó để gieo vào trong đời sống của đứa con chúng ta những quan điểm sai lầm, những điều ngược với Đức Chúa Trời. Và nếu mà những người làm mẹ đó mà không quan tâm con của mình ngay từ khi còn nhỏ đó, thì chúng ta đã thua ngay từ vật mạch đích. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng ô con còn chúng tôi nó còn nhỏ, nó còn biết cái gì. Thôi, hoặc là thôi cứ để nó lớn lên một thời gian nữa rồi nó sẽ tự tìm hiểu về Đức Chúa Trời. Tôi không muốn ép con tôi tin Chúa, nhưng tôi muốn nó tin Chúa theo một cách tự nhiên. Anh chị em ơi, tự nhiên đấy thì nó sẽ sinh ra cỏ dại. Amen. Tự nhiên nó sẽ kết quả ra những cái mà chả dùng được vào việc gì hết. Các vật nuôi ở bên ngoài và vật nuôi ở trong nhà nó khác nhau. Cũng giống như vậy anh chị em ạ. Chúng ta cần phải biết rằng con cái của chúng ta nó cần phải được quan tâm, nó cần phải được dạy dỗ. Chúng ta không ép, nhưng chúng ta cần phải hướng con cái của mình. Và vậy nên chúng ta hãy cùng cầu xin Chúa đó, đặc biệt là những người mà có con nhỏ này. Chúng ta cầu xin Chúa để 5-6 năm đầu đời của chúng ta đó, chúng ta sẽ đầu tư cuộc đời của chúng ta vào những đứa con của mình. Ngày hôm nay đôi khi có những người mẹ đó là ở nhà trông con một năm đã cuồng chân lắm rồi, muốn gọi là nghỉ, muốn gửi con ngay để rồi mà gửi con đi để rồi mà có thể đi làm rồi này khác. Tôi nói thật rằng trông con vất vả đấy. Tôi thỉnh thoảng đôi khi vợ bận việc này việc kia mà ở nhà với con là 2 tiếng buổi chiều thôi, nó dài như là cả ngày luôn. Bởi vì thực sự việc trông con là vất vả. Tuy nhiên những cái điều mà chúng ta vất vả cho đứa con của chúng ta đấy, sau này chúng ta sẽ gặt lại rất nhiều ít lợi. Và giống như phía trên chúng ta đã đọc câu Kinh Thánh về Thi Thiên 127, nếu chúng ta coi rằng con cái là cơ nghiệp của chúng ta đó, thì chúng ta cần phải chăm sóc, cần phải đầu tư. Amen. Tôi thấy có rất nhiều những người mẹ đấy chăm cho vườn hoa của mình rất là tốt. Mỗi một ngày dậy sớm tưới cây, bỏ phân bón, rồi bứt sâu, rồi lượm cỏ dại, rồi ra vườn chăm nom. Đôi khi chăm chó cũng rất tốt. Đôi khi dành nhiều thời gian để mà chăm sóc mèo, nhưng mà chúng ta lại không dành nhiều thời gian để chăm con. Và đó chính là điều mà chúng ta cần phải thay đổi. Amen. Và tôi nghĩ rằng những người mẹ cơ đốc ạ, đó là người mà phải có năng khiếu dạy dỗ. Đó phải là một nghề chuyên môn. Đó phải là một nghề chuyên môn để dạy dỗ con cái của chúng ta. Vậy nên tôi khích lệ những người làm mẹ đó, chúng ta hãy tận dụng mọi thời gian của chúng ta có ngày hôm nay để có thể dạy dỗ con cái của chúng ta. Tất nhiên chúng ta sẽ dạy con một cách tự nhiên, không bắt buộc, không nói rằng bây giờ nhá, đến giờ học Kinh Thánh nhá, ngồi yên một tiếng học với mẹ. Chúng ta sẽ không bắt ép, bởi vì nếu mà bắt ép con cái kiểu đó đấy thì con của chúng ta nó sẽ một thời gian sau là nó sẽ chán. Nhưng mà chúng ta dạy nó một cách tự nhiên, đặc biệt là khi mà chúng đặt những câu hỏi về cuộc sống, đặt những câu hỏi về Đức Chúa Trời, đó là lúc mà tâm trí của chúng mở ra nhất, cái tấm lòng của chúng mở ra nhất và chúng muốn đón nhận, muốn học á, thì lúc đó các chị em ơi, chúng ta bỏ việc sang một bên và hãy dành thời gian để trả lời cho những câu hỏi của con của mình. Cũng đồng thời hãy khích lệ con của mình đọc Kinh Thánh, hãy thưởng cho con khi mà chúng học một câu gốc nào đó. Đó cũng là một hình thức dạy. Rồi đôi khi đó là chúng ta cũng hãy tìm những cái cơ hội khác nhau để mà có thể giúp con của mình học được lời của Đức Chúa Trời, bằng những thay vì cho chúng đưa điện thoại cho chúng, nhưng hãy tải những phần mềm học Kinh Thánh về, tải những cái trò chơi Kinh Thánh về để khiến cho con nó được học lời Chúa, tiếp xúc với lời Chúa qua những cái phương tiện truyền thông như vậy. Và cái điều đó cho chúng ta thấy một điều rằng trong Phục Truyền Lời Lễ Ký chương 6 nhá, câu 6 đến câu số 7, và lời Chúa có viết với chúng ta rằng chúng ta cần phải dạy dỗ con của mình khi ngồi ở trong nhà, khi đi ngoài đường, lúc nằm ngủ, khi thức dậy. Ô, đôi khi tôi đọc cái câu này tôi nghĩ rằng Chúa thì cứ suốt ngày để cho con của mình nó phải ở trong, phải dạy Kinh Thánh hay sao? Nhưng điều đó để cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta ngồi ăn, chúng ta cũng hãy tận dụng cái cơ hội đó để dạy con về Kinh Thánh, để dạy con cách cầu nguyện. Và thời gian gần đây hội thánh của chúng ta có cái thì giờ gọi là thì giờ mà chúng ta có cuốn sách suy nghiệm Kinh Thánh. Và cả hội thánh của chúng ta đang kêu gọi đó là mỗi một gia đình hãy dành thời gian 15 phút, 20 phút mỗi một ngày để cả gia đình cùng ngồi lại, cùng đọc Kinh Thánh, cùng suy nghiệm, cùng cầu nguyện với nhau. Và những người làm cha làm mẹ, chúng ta hãy đầu tư thời gian đó cho con của mình. Amen. Để có thể dạy dỗ lời Chúa cho con. Tôi thiếu nhi mà, nên là tôi khi mà nói trò chuyện một số cháu thiếu nhi đấy, thì tôi cũng hỏi là thế các con có được học lời Chúa ở nhà không? Tôi hỏi cháu này cháu kia. Ô, và tôi thấy một điều rằng là một trong những lỗ hổng đấy, đôi khi chúng ta chỉ dành thời gian cầu nguyện cho con trước khi đi ngủ,
hay là sáng sớm dậy, nhưng mà chúng ta quên mất việc dạy lời Chúa cho con của mình. Anh chị em ơi, nếu chúng ta không dạy lời Chúa, nếu chúng ta không đổ lời Chúa đó vào trong lòng của con đó, thì thế gian nó sẽ đổ rất nhiều những điều tối tăm và ô uế vào trong lòng con cái của chúng ta. Amen. Nên tôi khích lệ các phụ huynh đó, đó là hãy dạy dỗ lời Chúa cho con của mình. Hãy dạy cho chúng biết về đấng tạo hóa, hãy dạy cho chúng biết về Đức Chúa Trời là đấng như thế nào, hãy dạy cho chúng biết về tội lỗi, hãy dạy cho chúng biết tiếp nhận Chúa ra sao, và đó là những điều mà chúng ta có thể dạy. Rồi trong phục truyền cũng cho chúng ta biết rằng khi ở ngoài đường cũng hãy tìm cách dạy lời Chúa. Đôi khi chúng ta nhìn lên mặt trời, chúng ta dẫn con đi ra hồ, đi ra rừng chúng ta chơi, chúng ta có thể qua cái điều đó chúng ta chia sẻ, con thấy không, Đức Chúa Trời tạo dựng nên nhiều thứ đẹp không, vân vân và vân vân. Nhưng mà bằng nhiều những hình thức khác nhau chúng ta có thể dạy dỗ con cái của mình. Và điều thứ ba mà người mẹ của Timôthê đã làm đó, đó là bà đã sống một đời sống đức tin cho con thấy được điều đó. Chúng ta cùng đọc lại 2 Timôthê chương 1 câu số 5 nhé. Ta cũng nhớ đến đức tin chân thành của con, là đức tin trước đã sống ở trong Olít bà ngoại của con và trong Ơnít mẹ của con. Ta tin chắc rằng đức tin ấy nay đang sống ở trong con. Chúng ta có thể thấy để ý với cái từ gì ạ? Đức tin gì ạ? Chân thành. Từ đức tin chân thành ở đây đó, đó là hàm ý đó là một đức tin, không phải đức tin giả dối. Đức tin chân thành đó là một đức tin mà bằng việc làm, đức tin bằng hành động. Bà ấy sống đạo, bà không chỉ dạy con của mình, nhưng bà còn sống trên những điều mà bà dạy con của mình. Chúng ta có thể thấy rằng là người con đây nó ảnh hưởng từ người mẹ rất nhiều. Người mẹ là giống như cái khuôn đó để đúc lên, uốn lên đứa con của mình. Chúng ta thấy rằng khi mà người mẹ mà thích ăn món gì nhá, thì xu hướng sau này con nó cũng sẽ ăn cái món đó. Mẹ mà đọc sách báo gì thì con cũng sẽ đọc sách báo đó. Rồi mẹ mà cái triết lý sống của mẹ như thế nào thì triết lý sống sau này của con nó cũng bị ảnh hưởng. Người mẹ mà theo Chúa nửa vời ấy, thì con nó cũng sẽ theo Chúa diện nửa vời. Chúng ta hầu việc Chúa qua loa đó thì con cũng sẽ hầu việc Chúa một cách qua loa. Vậy nên trong Ê-xê-chin chương 14 câu chương 16 câu 44 có viết như thế này: phàm người hay dùng tục ngữ sẽ lấy câu tục ngữ này mà nói, mẹ thể nào thì con cái thể ấy. Anh chị em để ý mà xem, cứ để ý vào đứa con ấy, sẽ biết được người mẹ như thế nào. Và chúng ta có thể thấy nếu một đứa trẻ mà được nuôi dưỡng ở trong một bầu không khí đầy sự thù hận đó, thì chắc chắn nó sẽ học được sự bạo ngược, sự đánh nhau, sự trả thù. Nếu đứa trẻ được sống trong một gia đình mà mẹ, cha mẹ tối ngày cãi cọ nhau đó, thì chắc chắn nó sẽ học được sự lên án, sự phê bình, sự nói xấu, kể tội những người khác. Nếu con trẻ sống trong một gia đình có sự khuyến khích thì nó sẽ có niềm tin và lòng hãnh diện, vân vân và vân vân. Vậy nên anh chị em ơi, con trẻ nó học được nhiều qua cái việc mà nó chứng kiến người mẹ của mình làm gì, chứ không phải qua việc mà người mẹ của mình nói gì. Amen. Vậy nên chúng ta là những người mẹ đó, xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta không chỉ dạy con của mình không, nhưng chúng ta còn sống trên điều mà chúng ta dạy con của mình. Có một ngày kia một giáo viên trường Chúa Nhật đã hỏi các bạn rằng: các bạn, các con thích kinh bản kinh thánh nào nhất? Đứa thì nói rằng con thích bản kinh James, đứa thì thích con thích bản NIV, đứa thì nói rằng thích bản này bản kia. Và có một đứa trẻ giơ tay lên nói rằng: vậy con thích bản kinh thánh của mẹ con nhất. Và câu hỏi tại sao? Bởi vì cái bản kinh thánh đó đó, đó là mẹ con không chỉ dạy con, nhưng mẹ con còn sống với điều đó, và qua việc mẹ con sống mà con hiểu thêm về kinh thánh. Vậy nên con muốn đọc bản dịch của mẹ con nhiều nhất. Vậy nên anh chị em ơi, chúng ta thấy rằng người mẹ đó ảnh hưởng trên đứa con rất là nhiều. Chúng ta là những người làm mẹ đó, đôi khi ngày hôm nay đó, chúng ta đang có những người mẹ có được học thức, có được vị trí, có được tiền bạc. Và đôi khi chúng ta cũng mong muốn là cố gắng xây dựng mình có một công ty lớn, một tập đoàn lớn, xây dựng một cái nhà to, một công việc sẽ ảnh hưởng vân vân và vân vân. Nhưng mà nếu mà đôi khi chúng ta không làm được điều đó, đôi khi chúng ta bị áp lực bởi những người xung quanh, bởi xã hội, bởi gia đình của mình, chúng ta không làm điều đó đó. Nhưng nếu mà chúng ta xây dựng được đời sống của một đứa con tin kính Chúa đấy, thì tôi nghĩ rằng xây dựng đời sống của một đứa con tin kính Chúa còn giá trị hơn là xây dựng một công ty, một tập đoàn lớn cho bản thân mình, mà sau này đứa con của mình đã nó hư mất.
Và nên một lần nữa khích lệ những người làm cha làm mẹ đó, chúng ta trong ngày này đó, cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta những đứa con, nhưng mà xin Chúa giúp chúng ta, chúng ta cũng nuôi nấng để dạy con cái của mình đi trong đường lối của Đức Chúa Trời. Cho những người làm mẹ, chúng ta thấy ngày hôm nay đó là con cái của chúng ta nó đang ở trong thế thua cuộc. Trong Ê-phê-sô chương 6, nếu mà chúng ta có thể đọc phần đoạn Kinh Thánh này, và chúng ta thấy Phao-lô trong câu số 8 ông có viết như thế này, Ê-phê-sô chương 5 câu số 8: hãy tiết độ và tỉnh thức kẻ thù nghịch anh em như ma quỷ, như sư tử giống. Xin lỗi, một Phi-e-rơ chương 5 câu 8: hãy tiết độ và tỉnh thức kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử giống đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình giải khắp thế gian cũng đồng chịu sự hoạn nạn như mình. Anh chị em thấy tại đây không ạ? Chúng ta thấy rằng gì ạ? Ma quỷ nó đang đi chung quanh chúng ta và nó rình mò. Và đôi khi cái câu này để chúng ta nghĩ rằng là những người tin Chúa nhá, nhưng anh chị em ơi, như ma quỷ nó cũng rình mò ai ạ? Rình mò cả con cái chúng ta. Nó cũng tấn công vào gì ạ? Vào cả con cái của chúng ta nữa. Vậy nên chúng ta hãy nhớ cầu nguyện cho con của mình. Amen. Hãy bảo vệ con cái của mình gì ạ? Bằng lời cầu nguyện của chúng ta. Và xin Chúa giúp cho chúng ta là những người cha, những người mẹ đó, chúng ta sẽ nuôi dạy con cái của mình đi theo đường lối của Đức Chúa Trời. Amen. Và tôi tin một điều rằng Đức Chúa Trời mong muốn những người mẹ đó hoàn thành cái sứ mạng mà Ngài đã kêu gọi mỗi một chúng ta. Amen.